con thỏ. Viết số 2023. Viết tiết số 3. Giờ nối lại như mình nha. Vẽ mắt, miệng nè, vẽ ngón chân và cả giúp. Giờ tô màu nữa là xong nha. Các bạn xem like, comment và share giúp mình với nha. Năn nỉ đó, mình đang bị phở lắp hu hu.